Hùng Linh Tây Vlog xin chào tất cả cô chú và anh chị nha. Thì ngày hôm nay Hùng Linh Tây Vlog sẽ đi bằng cái áo huyền thoại của mình nha. Rồi mọi người. Đi vô đây để mình ăn thực tế, bắn thực tế, test thực tế cho anh em xem nha. Mong là anh em ủng hộ, nếu ai yêu thương Hùng Lê thì cứ là cho Hùng Lê một like. Một like, một lượt chia sẻ, một tim nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi hôm nay Hùng Lê sẽ đi dẫn cho mọi người đi vào trong vườn. Đó là để mà test thực tế nha mọi người nha. Không có cắt ghép gì luôn nha. Bắn cá rô phi đem cho anh em xem nha. Mong là mọi người sẽ yêu thương Hùng Lê miền Tây Vlog nha. Cảm ơn mọi người. Hiện tại Hùng Lê đang đi ngoài vườn nhưng mà chưa thấy cái hàng khủng nào nổi nha. Để Hùng Lê kiếm nha nha. Để kiếm bằng này Hùng Lê. Hùng Lê đi bằng cái con máy là XLK300 nha. Và con máy trợ lực điện thoại của mình nha. Hùng Lê đi nãy giờ thì cũng đi vòng vòng cái khu này, bây giờ hết nha, nó hết dám nổi luôn nha mọi người. Bây giờ mình đi ra ngoài ao ngoài đập ngoài nha. Ra mặt đập ngoài mình coi có thằng khủng nổi không nè. Sự theo dõi đấy giờ thì Hùng Lê thấy là nó lặn hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình đi kiếm một cái điểm khác đây để mình bắn nha. Mình sẽ thực tế cho mọi người xem nha. Mong mọi người yêu thương Hùng Lê. Hùng Lê nhắc lại cho Hùng Lê xin một lượt chia sẻ, một lượt follow và một like cho Hùng Lê nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hùng Lê cũng gặp khó ở đây là tại vì đi có một thân một mình nè mọi người, cho nên là khó nè, vừa bắn mà vừa quay luôn thì nó hơi gặp rất nhiều cái sự cố nè. Mong là anh em mình nếu mà có gì mà sơ sức thì mong anh em mình, cô chú anh chị mình thông cảm cho Hùng Lê nha, tại vì có một mình á cho nên là Hùng Lê cũng hơi gặp khó nha mọi người. Nãy giờ Hùng Lê thấy là hình như là nó lặn hết rồi mọi người ơi. Cái khu này hình như là bây giờ nó lặn hết rồi nha. Để Hùng Lê đi qua bên bờ bên kia nha. Hùng Lê sẽ đi một dọc một lần nữa để coi có nổi không, mình quay thực tế cho anh em coi nha. Chứ bây giờ lập học rồi nha mọi người. Nãy giờ Hùng Lê đi cũng hơi nhiều quận rồi, cho nên là thấy nó cũng không được cái gì hết nha. Bây giờ là mọi người thông cảm với Hùng Lê, bây giờ mình tiếp tục mình đi nha. Mình đi mé hồi nãy Hùng Lê đang chỉ nha. Mình đi coi ra có mục tiêu không, phát hiện mục tiêu nào không nha. Mấy em vô phi bự này nó đã quá lặn hết rồi mọi người ạ. Thôi vậy thôi, Hùng Lê
cũng xin kết thúc clip tại cái video tại đây nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ, yêu thương, ủng hộ cho Hùng Lê nha. Tại vì cá thực tế nhưng mà cá hồi nãy được có 2 con thì nha anh. Rồi bây giờ Hùng Lê sẽ về làm món để Hùng Lê chiêu đãi cho mọi người nha. Mong mọi người là yêu thương Hùng Lê và ủng hộ cho Hùng Lê nha, bằng cách là cho Hùng Lê một lượt chia sẻ, một follow và thả cho Hùng Lê một cái tim nha, để Hùng Lê có động lực để làm ra những clip hay để cho anh em mình xem luôn ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.